Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Dạo này mọi người có khỏe không? Tính ra là lâu lắm rồi mà mới làm lại một daily vlog, nhưng mà lần này là phiên bản mùa hè đó nha. Ok, còn chờ chờ gì nữa, bắt đầu video thôi nào. Ngày hôm nay mình ngủ một mạch đến 12 giờ trưa mới dậy. Tự nhiên lúc mới ngủ dậy mình có rất là nhiều ý tưởng trong đầu, cho nên là mình phải ngồi xuống để ghi ra. Vì bây giờ là hè cho nên là mình bắt đầu có nhiều thời gian rảnh hơn, mình muốn làm việc nhiều hơn và chăm chỉ hơn một chút. Hiện tại thì mình sẽ lên kế hoạch cho một video mới. Nhiều bạn cứ nghĩ làm YouTube hứng lên là quay thì không phải đâu nha. Mình phải có riêng một cuốn sổ tay cho việc lên kế hoạch và ý tưởng cho kênh YouTube channel của mình. Khi đã có ý tưởng, mình sẽ ghi lại cách quay và viết kịch bản để mọi thứ được vận hành một cách suôn sẻ hơn. Là một người sáng tạo nội dung, mình phải luôn luôn có ý tưởng trong đầu và sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Mình chọn cách viết ra vì không muốn khi bắt tay vào làm rồi thì bị lóng ngóng và mất thời gian. Có một số bạn cũng tâm sự với mình là các bạn rất muốn làm YouTube nhưng vẫn còn ngại và sợ là không làm được. Mình nghĩ khi các bạn đã dành tâm huyết và ham học hỏi thì không có gì là không được cả. Các bạn không cần phải có một chiếc camera xịn hay phải sắm nhiều đồ thì mới có thể làm YouTube. Cũng giống như mình nè mọi người, mình cũng đâu có dùng camera xịn hay là mình phải dùng một cái app edit mắc tiền đâu. Mình làm được thì các bạn cũng làm được, vậy nên các bạn cứ thử đi nha. Dạo gần đây mình làm việc và lên kế hoạch khá là nghiêm túc. Nói chung khi mình càng nhận được nhiều sự yêu thương, mình nghĩ mình càng phải đầu tư nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm đó. Bây giờ mình còn trẻ cho nên trong ngôn của mình đó là làm được gì thì làm. Mình không biết là mình có tiến xa được hay không, mình cũng không biết là điều gì đang chờ mình trong tương lai. Nhưng mà đã đạt tới cột mốc này là mình cũng đã hãnh diện và vui vẻ lắm rồi. Có một số bạn cũng quý mến mình thì có nói là hãy show mặt đi. Nhưng mình cũng tâm sự với mọi người luôn là trong tương lai gần mình vẫn chưa suy nghĩ tới ý định đó. Tính mình hồi xưa đến giờ là như vậy rồi á mọi người, mình không có thích chia sẻ cho mạng xã hội nhiều. Khi nào mà mình có ý định show mặt thì mình sẽ thông báo cho mọi người biết nha. Sau khi mình đã ngồi viết hết ra ý tưởng xong á thì mình đi xuống kiếm đồ ăn. Đây để mình khoe cho mọi người cái xe đẩy ăn vặt của mình. Mình có nói với mẹ mình là mình đang thèm bánh gạo cay của Hàn Quốc, cho nên là mẹ mình mua rất là nhiều loại bánh gạo cay. Trong đây có 3 loại vị bánh khác nhau, đầu tiên là vị truyền thống, thứ hai là vị tỏi, còn vị thứ ba là vừa có bánh gạo và vừa có mì luôn. Mình rất là thích ăn món này tại vì mình thấy cách làm rất là đơn giản. Trong đây thì nó sẽ có một gói bánh gạo và một gói sauce. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho gói sauce vào, rồi sau đó các bạn sẽ cho 20ml nước lọc. Tiếp đến mọi người sẽ bỏ vào lò vi sóng cho quay 2 phút là mình đã có 1 ly tteokbokki rồi. Cách làm đơn giản mà ăn cũng ngon nữa, cho nên là mình làm 2 bữa liên tiếp rồi mọi người. Đang nói về tteokbokki cho nên là tự nhiên mình chợt nhớ về cái nồi tteokbokki của con bạn ở Việt Nam mình làm cho mình ăn. Nó ngon nhất nách đến nỗi bây giờ mình qua Mỹ rồi mà mình vẫn chưa quên được cái hương vị đó. Tự nhiên bây giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa hay đi la cà với bạn bè, còn bây giờ thì phải ở trong nhà hồi luôn á. Hồi cấp 3 Việt Nam mỗi lần buồn đi chơi với mấy đứa bạn xong là không biết buồn là gì nữa luôn. Qua Mỹ rồi thì mình mới thấy là kiếm bạn rất là khó. Vì bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa cho nên là đường tình bạn của mình nó rất là éo la. Nhưng không sao, mình đã có đồ ăn ngon ở đây rồi cho nên là mình không buồn lắm đâu, hi hi. Hôm nay mình sẽ vừa ăn và xem thời sự trên VTV24. Không biết có ai như mình không chứ khi ăn mình chỉ xem nhiều nhất là thời sự, sau đó là đến phim gia đình số 1 phần 2 của Hàn, thứ ba là mấy show hài hài của Việt Nam. Mình có thói quen này là từ ba mình tại vì ba mình rất là thích xem thời sự luôn. Tự dưng mùa hè đến mình cảm giác giống như mình là một con ong chăm chỉ vậy đó mọi người. Lúc nãy thì mình lên ý tưởng, còn bây giờ thì mình sẽ ngồi viết kịch bản cho video sắp tới. Mình có để ý thì thấy gần đây những cái video của mình mọi người có góp ý là rất là thích lúc mình lồng tiếng. Mình cũng cảm nhận được là lời nói có hiệu quả truyền đạt cao hơn cho nên là đa số mình lồng tiếng cho video. Lúc trước mình kiểu đụng tới đâu thì nói tới đó chứ mình không viết kịch bản và điều đó vô hình làm cho mình tốn rất nhiều thời gian cho việc lồng tiếng. Hiện tại thì mình dành ra 2-3 tiếng gì đấy để viết trước những điều mình cần nói cho nên là việc lồng tiếng nó trở nên dễ dàng hơn một chút. Ngoài việc viết kịch bản ra, mình còn dùng laptop để check mail và tin nhắn từ mọi người. Mình cũng dành thời gian ra để đọc những comment góp ý từ người xem trên kênh channel của mình, hay đơn giản là chỉ để giao lưu và đáp lại sự yêu mến từ mọi người thôi. Công việc của mình nhìn chung thì không phải khó khăn vì mình làm chủ được thời gian, nhưng đây là một công việc yêu cầu rất nhiều sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và ham học hỏi những cái mới. Đang trên đà năng suất, mình sẽ quyết định xếp mấy cái đống quần áo mà 2-3 ngày rồi mình cũng chưa xếp. Không biết có ai như mình không nhưng mà mình rất là ghét việc xếp quần áo luôn á. Mình lúc nào cũng cố gắng để giữ cho tủ đồ thật là gọn gàng nhưng mà chỉ cần một tuần sau là đâu lại vào đó. Dạo gần đây mình có coi thời sự thì biết là mọi người ở Việt Nam hiện tại là đang học online trở lại. Thực sự thì mình thấy rất là buồn cho mọi người luôn á tại vì mình rất là ghét học online. Tính ra là mình học online cũng được gần 2 năm rồi cho nên nói chung là mình cũng hiểu khá rõ về tinh thần của mọi người ở thời điểm này. Không giấu gì mọi người chứ hành trình học online của mình khá là ổi. Về phần kiến thức thì khá là mơ hồ, mình cũng đã từng nản và muốn bỏ cuộc
rất nhiều lần. Vậy mà bằng cách nào đó mình vẫn đứng lên và hoàn thành xuất sắc năm học của mình. Nếu có một lời khuyên cho các bạn đang học online thì mình chỉ muốn khuyên là việc hôm nay đừng để ngày mai nha các bạn. Đã đặt mục tiêu ra thì các bạn phải làm, nếu không là bài nó sẽ dồn thành một đống, các bạn sẽ cảm thấy rất là nản và muốn bỏ cuộc luôn. Lần trước mình unbox được rất là nhiều sticker nhưng mà chưa có thời gian dọn vào, cho nên hôm nay quyết định sẽ dọn vào cuốn sổ này. Mình nghĩ là mọi người nên mua cuốn album như thế này, bỏ sticker vào để dễ sử dụng hơn. Đầu tiên thì mình sẽ lựa những sticker có thể bỏ vừa vào trong sổ, còn nếu không thì mình sẽ để ở bên ngoài. Nhiều bạn cũng hỏi mình là mấy cái đồ này mình mua ở đâu và mua ở shop nào. Thường thì khi mua sticker thì mình chỉ mua ở hai shop thôi, một là Moham, hai là Metal Paper. Còn mua như thế nào thì các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới video để xem nha. Mua đồ trên shop quốc tế thì có một cái mệt là mọi người phải đợi rất là lâu. Nhưng mà bởi vì nó có quá nhiều mẫu mã đáng yêu cho nên là mình cũng đành phải đợi thôi mọi người ơi. À mà khi mà mình đọc bình luận của mọi người, mình có đọc được rất nhiều comment như là kiểu các bạn muốn mua nhưng mà ba mẹ không cho mua. Nói thẳng ra thì đa số ba mẹ ai cũng như vậy hết trơn á mọi người. Có lẽ là ba mẹ mình không thấy được mấy cái này có ích với mình hay sao á mọi người. Có thể họ sẽ nghĩ là ủa mấy cái này là hình dáng với bút đồ thôi, có gì đâu mà đặc biệt. Nhưng có lẽ ba mẹ mình không biết được là mấy cái đồ này đem đến cho mình rất là nhiều niềm vui luôn á. Thôi thì các bạn cứ cố gắng học tập chăm chỉ và đạt được kết quả tốt rồi thì ba mẹ cũng sẽ mua cho bọn mình thôi. Còn nếu mà bạn đã đủ tuổi đi làm rồi thì đi làm rồi tự mua thôi. Nhưng mình bây giờ nè, mình tự đi làm rồi tự mua những cái gì mình thích, cho nên là ba mẹ của mình cũng đâu nói được gì đâu đúng không? Theo mình thấy đây là một sở thích rất là lành mạnh, cho nên mình mong là ba mẹ nào có một đứa con mê stationery, đồ văn phòng phẩm thì có thể hiểu và cảm thông cho nó. Mọi người đừng có nghĩ dọn như vậy là xong rồi nha. Mình còn một đống đồ cần phải dọn ở trong hai cái tủ này của mình nữa nè. Lúc trước thì mình cũng chỉ có một tủ ở trong bàn thôi, nhưng mà hiện tại thì mình có đến hai cái tủ tại vì mình có quá là nhiều đồ. Hôm nay mình có ngồi kiểm tra điện thoại thì thấy là món hàng mà hôm trước mình order thì cũng đã sắp về rồi, cho nên là mình biết thân biết phận dọn lại cái tủ bàn tí xíu. Cá nhân mình nha là rất là mê cái lối sống tối giản nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể nào làm được. Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mà mấy cái đồ này dễ thương như vậy ai mà nỡ vứt đi đúng không mọi người? Dạo gần đây nếu các bạn có theo dõi mình thì cũng biết mình đang rất là thích cái kiểu vintage. Mình cũng đã đầu tư rất là kha khá về mấy cái món này và mình còn đầu tư thêm một cái tủ bên cạnh để mình có thể để đồ vintage luôn. Mình nghĩ bây giờ mình cũng có kha khá đồ rồi, cho nên là mình hứa với mọi người trong tương lai gần mình sẽ làm nhiều hơn về chủ đề này. Mọi người ơi, cuối cùng mình cũng có thời gian để trang trí lại em laptop của mình rồi nè. Trong một video trước mình có trang trí và có một số bạn nói với mình là mình bị trang trí ngược rồi. Nhớ lại lúc dán sticker lên mình cũng phân vân lắm vì thực sự mình cũng không biết là nên dán theo hướng nào. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ rất là đơn giản như thế này, mình nghĩ dán lên thì mình nhìn chứ ai nhìn, cho nên là mình dán về hướng của mình. Nghĩ lại thấy mình tự luyến nghe luôn á mọi người. Nhưng mà không có sao, hôm nay mình sẽ sửa chữa và phục thù lại nha. Đầu tiên thì mình phải ngồi gỡ hết một đống sticker mà hôm trước mình vừa mới dán lên. Gỡ ra thì mình cũng cảm thấy hơi tiếc một tí tại vì chưa gắn bó với em nó được lâu lắm, nhưng mà mình nghĩ đây cũng là một thời điểm thích hợp để mình thay đổi. À mà mình có một lưu ý như thế này, đó là khi các bạn chọn sticker cho laptop, các bạn nên chọn sticker có chất liệu PVC. Nó là kiểu nhựa trong suốt chứ không phải là dạng giấy như thông thường. Chất liệu này nó giúp chúng ta dễ dàng gỡ ra để làm vệ sinh hơn. Còn sticker giấy thông thường thì sẽ rất là khó lấy ra và khi lấy ra phần giấy lúc nào cũng bị dính lên trên bề mặt của máy tính hết á. Như mọi người có thể thấy thì mình vệ sinh cũng rất là đơn giản thôi. Phần keo bị dính ở trên bề mặt mình chỉ cần lấy giấy nhúng tí nước chùi một phát là nó ra liền à. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm sticker để xem là em nào phù hợp với máy của mình ngày hôm nay. Lúc này mình kiểu hoang mang á mọi người, không biết nên chọn cái nào cho nên là cứ lật hồi luôn. Sau một hồi lật lật thì mình quyết định chọn mẫu sticker Hot Tulip này, rất là dễ thương để trang trí nha. Style lần này của mình là nhẹ nhàng và sương sương thôi chứ không có muốn dán nhiều như lần trước nữa. Và đương nhiên lần này mình cũng sẽ chọn chất liệu PVC luôn để nếu có thay đổi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Lần này mình quyết định xoay hẳn cái máy lại luôn cho nên là không có sai hướng nữa đâu nha mọi người. Tháng sau mình sẽ mua một cái vỏ cho MacBook để nó được bảo vệ hơn. Mới vào thì mình bột ngay một cái em gấu trắng rất là dễ thương này. Tiếp đến là hai bông hoa tulip để bên cạnh con gấu. Lúc đầu thì mình cũng dán tùm lum luôn á mọi người, nhưng mà mình thấy không hợp cho nên là mình gỡ ra và giữ lại ba em này thôi. Nhìn chung thì cũng đơn giản nhưng mà dễ thương, rất là phù hợp với size của mình. Các bạn ở nhà nghỉ dịch mà chán quá thì lôi laptop ra trang trí một tí cho nó vui nha. Đổi mới một tí cho có hứng để học online chăm chỉ hơn nha mọi người.
Mình vừa mới ăn tối với gia đình xong thì sẽ đi ra ngoài để unboxing quà này với mọi người. Mình cũng muốn đổi góc quay một tí, thế là mình đem ra ngoài cỏ để quay. Mà không hiểu sao cái đám cỏ ở đây nó bị ướt á mọi người, nhưng mà mình kiểu lỡ đem ra rồi thì quay luôn. Lúc mà mình vừa mới đặt cái điện thoại xuống á thì trời rất là nắng, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó tắt nắng hết luôn. Trong gói hàng này thì mình mua đa số là đồ để trang trí top loaders. Không hiểu sao mình cứ mua hoài mà vẫn chưa hết nghiện. Lúc mình quay video này á thì cũng đã 8 giờ tối rồi, nhưng mà trời vẫn còn rất là sáng nha. Mặc dù đồ rất là cute, góc quay cũng cute luôn, nhưng mà đám cỏ này nó ướt quá mọi người, cho nên mình phải lên lầu lại. Gói hàng tiếp theo thì mình đặt mấy cái đồ linh tinh nè, đồ dễ thương cũng có mà đồ vintage cũng có luôn. Mình chọn rất là nhiều loại khác nhau để khi làm sổ thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Đầu tiên thì mình có mua mấy em giấy ghi chú này, tại vì design của em nào cũng xinh xắn hết. Những loại như thế này vừa có thể làm journal vừa có thể dùng để học luôn, cho nên là mình mê lắm. Trước đây chắc các bạn chỉ thấy là mình unbox đồ dễ thương thôi đúng không? Nhưng mà dạo gần đây nếu các bạn có để ý, các bạn sẽ thấy là mình mua trộn lẫn giữa style dễ thương và style vintage luôn. Tự nhiên bị mê quá trời quá đất luôn á, cứ đặt mua hồi, cho nên bây giờ trong quý của mình không còn đồng nào. À mà mọi người cho mình nói chuyện bên lề tí nha. Chuyện là mình vừa đạt được 150.000 người đăng ký trên kênh YouTube channel của mình. Tiện thể ở đây mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã luôn yêu mến và ủng hộ mình. Không có mọi người thì sẽ không có mình ngày hôm nay, cho nên là mình cảm thấy rất là biết ơn. Làm YouTube thì cũng có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà có các bạn ở bên cạnh cho nên là mình không thấy mệt. Hứa với mọi người là trong hè này mình sẽ cố gắng nghĩ ra thật là nhiều content hay hơn để cho mọi người có thể xem. Mong là mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ mình nhiều nhiều nha. Mình biết là mình đang nói chuyện rất là deep và tình cảm, nhưng mà mọi người ơi, mọi người đừng có bỏ quên em siêu phẩm trong video này nha. Mình cũng không biết người ta gọi cái này là cái gì, nhưng mà mình cứ gọi là cuốn sổ mini đi ha. Ở trong đây có 3 quyển sổ và quyển sổ nào cũng dễ thương hết đó mọi người. Nó cũng chỉ là giấy thông thường thôi, và khi mọi người muốn sử dụng thì chỉ cần xé nó ra là được. Nói chung là cũng chưa biết sử dụng em này trong trường hợp nào, nhưng mà nó cute quên lối về luôn. Thường thì mình order cái gì đó thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Nhưng gần đây mình nhận ra đôi khi mình quay nhiều quá, cho nên là mình không cảm nhận được sự vui sướng, mân mê những món hàng này nhiều. Vì vậy đối với một số sản phẩm thì mình quyết định đặt góc máy như thế này. Để góc máy như thế này thì mọi người vẫn có thể xem mình unbox, và mình cũng có thể vừa xem sản phẩm của mình luôn. Nói chung mùa hè này mình rất là buồn, tại vì mình không thể nào đi về Việt Nam được. Mình rất là nhớ gia đình của mình ở Việt Nam, và đặc biệt là bạn của mình nữa. Mình mong là mọi người sẽ luôn giữ được sức khỏe trong đợt dịch lần này. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video, và hẹn mọi người vào video lần sau nha.